thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với Top Saham và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức đáng chú ý có trong ngày. BTS từ trước đến nay đã từng trở thành người đại diện của rất nhiều thương hiệu khác nhau, song chưa lần nào họ hợp tác cùng một thương hiệu thời trang xa xỉ và cao cấp. Tuy nhiên thì mới đây nhóm đã có cột mốc mới trong các hoạt động của mình khi chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của LV. Điều đặc biệt hơn nữa là không chỉ có một thành viên mà cả đội hình 7 người đều sẽ trở thành đại sứ của thương hiệu xa xỉ này. Vào ngày 23 tháng 4 thì LV đã thông báo trên các nền tảng mạng xã hội rằng BTS là đại sứ thương hiệu mới nhất. Trong bài đăng của mình, LV viết: "Tham gia với tư cách là đại sứ thương hiệu, biểu tượng nhạc pop nổi tiếng thế giới BTS được công nhận vì những thông điệp có tâm và truyền tải sức ảnh hưởng tích cực. LV vui mừng chào đón các thành viên RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook." Giám đốc nghệ thuật của LV cũng chia sẻ cảm nhận đối với việc BTS trở thành đại sứ thương hiệu. "Tôi rất vui mừng khi biết tin BTS sẽ gia nhập LV từ hôm nay. Bởi lẽ đây chính là sự thêm vào một chương hiện đại mới với thương hiệu, là sự kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng và văn hóa đương đại. Tôi nóng lòng muốn chia sẻ tất cả những dự án rất thú vị mà chúng tôi đang thực hiện." Về phía BTS thì họ cho biết trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu cho LV là một khoảnh khắc thực sự thú vị đối với chúng tôi. Được biết trước đó giữa BTS và LV cũng từng có nhiều hint cho thấy màn hợp tác. Đơn cử như gần đây thì họ thường xuyên diện full outfit của thương hiệu này đến các sự kiện như là Grammy hoặc ghi hình cho show mới. Ngoài ra thì vào ngày 21 tháng 1, LV cũng gửi lời mời BTS tham dự fashion show, sự kiện trình làng bộ sưu tập thu đông dành cho nam. Khi đó thì thương hiệu này còn đích thân quay một video gửi cà phê và thư mời cho nhóm. Dù vậy, với tất cả những hiện này, hẳn nhiều người cũng không ngờ được rằng cả 7 thành viên đều sẽ trở thành đại sứ chính thức của thương hiệu. Ngay lập tức, thông tin BTS trở thành đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp đã khiến dân tình được một phen náo loạn. Bởi lẽ đây không chỉ là lần đầu tiên nhóm nhạc nhà Big Hit bước chân vào lĩnh vực này, mà còn là với đủ cả 7 thành viên. Trước đây thì chủ hit Dynamite vẫn thường bị mỉa mai khi không có thành viên nào là đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp. Điều này khiến đây trở thành lĩnh vực duy nhất mà nhóm bị xem lép vế, trong khi những nhóm được xem là đối thủ khác đều đã lấn sân nhiệt tình như EXO hay Blackpink. Tuy nhiên cũng có những tin tức trong ngành cho biết có nhiều thương hiệu ngỏ lời mời song Big Hit không đồng ý vì vẫn duy trì chủ trương 7 thành viên là một. Điều này khiến các thương hiệu thời trang xa xỉ cũng ái ngại vì rất khó có thể mời cả 7 thành viên cùng lúc với chi phí cao hơn. Tuy nhiên việc LV đã mời được cả đội hình cho thấy thương hiệu này rất chịu chi và tin tưởng vào sức ảnh hưởng của BTS với tư cách là một nhóm. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Saham và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.